Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh tràn về Bắc Bộ đêm qua đã làm cho thời tiết thay đổi. Nhiệt độ Bắc Bộ bước vào chu trình giảm nhiệt, tuy nhiên sự giảm nhiệt này sẽ diễn ra từ từ. Sáng sớm nay nếu ra ngoài thì quý vị sẽ thấy trời nhiều mây và rét nhẹ. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội chỉ từ 17 cho tới 20 độ, trời rét nhẹ. Còn tại khu vực vùng núi, mức nhiệt chỉ trong khoảng từ 15 cho tới 17 độ, nên cảm giác sẽ rét hơn. Chu trình giảm nhiệt sẽ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay khi cả ngày trời hầu như là không có nắng. Thay vào đó là bầu trời nhiều mây, cùng nền nhiệt giảm từ 2 đến 4 độ so với ngày hôm qua. Mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở vùng núi Bắc Bộ thấp dưới ngưỡng 23 độ, trời rét cả ngày. Còn ở vùng Trung Du và Đồng Bằng dưới ngưỡng 25 độ, trời lạnh. Dự báo trong ngày mai và những ngày sau đó thì không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường mạnh hơn xuống Bắc Bộ, nên nhiệt độ tiếp tục giảm thêm. Bắc Bộ chính thức chuyển sang trạng thái rét. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ không vượt quá ngưỡng 24 độ. Còn về đêm, nhiệt độ chỉ từ 16 cho tới 19 độ. Với miền Trung, khi không khí lạnh dồn mạnh xuống khu vực này tương tác với nhiễu động trong đới gió đông và một rãnh thấp ở khu vực xích đạo có trục vào khoảng từ 5 cho tới 7 độ vĩ Bắc. Dưới tác động của tổ hợp hình thế thời tiết xấu kể trên, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo lượng mưa tích lũy từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ phổ biến ở vào khoảng từ 200 cho tới 400mm cả đợt, có nơi trên 450mm. Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11 ở Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm cả đợt, có nơi trên 200mm. Do mưa lớn nên trong thời gian này trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này thì đỉnh lũ trên các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng ở mức từ báo động 1 và trên báo động 1. Các sông ở Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên ở mức từ báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Các sông nhỏ có khả năng lên trên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Người dân sinh sống ở những khu vực trong vùng cảnh báo cần hết sức thận trọng và chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn trước diễn biến của thiên tai. Còn tại khu vực Nam Bộ, do chỉ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, vì thế trong hôm nay mây sẽ nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ giảm nhẹ chỉ còn từ 30 cho tới 32 độ. Chỉ đáng lưu ý về chiều tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện trở lại, tập trung nhiều ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quý vị cần lưu ý. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ở vùng biển các tỉnh Trung và Nam Bộ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 và biển động. Như vậy là sáng nay Bắc Bộ nhiều nơi trời chuyển rét dưới tác động của không khí lạnh. Trong ngày mai và những ngày sau đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, trời lạnh cả ngày và đêm. Trong khi đó, miền Trung chuẩn bị đối mặt với mưa lớn quay trở lại. Không khí lạnh đang được tăng cường suy yếu và sẽ được tăng cường mạnh hơn trong ngày 28 tháng 11. Sau đó thì có cường độ ổn định và cũng suy yếu dần. Thời tiết khu vực Bắc Bộ trong 3 ngày tới khá tốt, bầu trời nhiều mây nhưng hầu hết là ít mưa. Tuy nhiên trời chuyển rét về đêm và sáng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay. Sau đó từ đêm mai thì tiết trời cũng chuyển rét tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và duy trì trên toàn khu vực trong ngày và đêm 29 tháng 11 với nhiệt độ phổ biến là từ 15 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới ngưỡng 15 độ. Vào ban ngày khi trời dần về trưa chiều thì sẽ có những khoảng thời gian có nắng xuất hiện và mang lại cảm giác có phần ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở khoảng 23 đến 26 độ. Thời tiết nhìn chung sẽ thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra. Thời tiết tại Hà Giang trong 3 ngày tới tương đối ít mưa, ngày trời nhiều mây, trưa chiều trời giảm mây và hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng là 23 đến 24 độ. Về đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Du khách cũng nên chuẩn bị đầy đủ các loại quần áo giữ ấm để bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, Hoàng Su Phi là một huyện vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang. Đây là một trong những nơi thu hút du khách bậc nhất tại Hà Giang. Nằm ở thượng nguồn sông Chảy, địa hình chủ yếu là đồi núi trùng điệp, bao phủ bởi mây mù. Nơi đây mang đến cho du khách ghé thăm sự trầm trồ vì bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và đầy chất thơ.
xen lẫn vào những thửa ruộng bậc thang là những ngôi nhà của bà con bản địa với màu ngói xám, mang không gian mộc mạc yên bình và hòa quyện cùng với thiên nhiên. Du khách đến thăm Hoàng Su Phi vào mùa đông để cảm nhận cái không khí lành lạnh của vùng cao với sương trắng răng răng. Nhìn từ trên cao, Hoàng Su Phi hiện ra với nhiều màu sắc sống động đến nao lòng. Đến Hoàng Su Phi thì du khách cũng không chỉ bị thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng hữu tình, mà còn không thể quên được sự thân thiện, hiếu khách của người dân nơi đây. Người dân sinh sống chủ yếu ở Hoàng Su Phi là đồng bào dân tộc Mông và Dao. Họ luôn chào đón du khách đường xa bằng cả tấm lòng hiếu khách và cả những nét độc đáo trong văn hóa cũng như là ẩm thực vùng miền. Quay trở lại với tình hình thời tiết các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên thời tiết tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ chuyển nhiều mây, có mưa vừa mưa to xuất hiện trên diện rộng. Đề phòng có nơi mưa rất to, dễ đi kèm với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và tình trạng ngập úng ở khu vực đồng bằng. Mưa sẽ diễn ra bất cứ thời điểm nào trong ngày, do đó thời tiết hoàn toàn không thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra. Trong khi đó, tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến là có phần nhiều mây nhưng chủ yếu chỉ có mưa vài nơi. Trưa chiều có lúc trời hửng nắng yếu, tiết trời chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng là từ 18 đến 20 độ. Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới cũng sẽ không thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra khi mà những cơn mưa dông có xu hướng gia tăng dần cả về diện và lượng. Cụ thể, trong ngày 28 tháng 11 thì thời tiết sẽ bắt đầu chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông ở diện nhiều nơi, khả năng có mưa vừa, mưa to. Sau đến 2 ngày là 29 và 30 tháng 11 thì toàn khu vực sẽ có mưa vừa, mưa to diễn ra trên nhiều nơi. Cũng sẽ xuất hiện những nơi có lượng mưa rất to và dông. Và quý vị cũng cần hết sức đề phòng với các nguy cơ xảy ra lũ quét cũng như là sạt lở đất, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Với khu vực Nam Bộ, thời tiết chủ đạo trong ngày 28 tháng 11 sẽ là mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn. Chiều tối mưa rào và dông chỉ xảy ra ở diện vài nơi, cục bộ có mưa vừa tập trung vào lúc chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động ở khoảng 31 đến 33 độ. Tuy nhiên, sang đến 2 ngày là 29 và 30 tháng 11, khi rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần, thì mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực ở diện rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Ngày trời chuyển nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Người dân và du khách chú ý đề phòng các nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.